Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc laptop mới toanh đến từ thương hiệu Lenovo có tên là ThinkBook. Cái tên này khá giống với ThinkPad cũng của thương hiệu Lenovo. Nếu như các bạn đang có trong tay khoảng 23 triệu đồng thì liệu các bạn có chọn mua mẫu laptop này hay không? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video này nhé! Đầu tiên chúng mình hãy cùng đi vào phần thiết kế của sản phẩm. Đúng như cái tên gọi ThinkBook thì chiếc laptop này rất là mỏng, nhẹ, tương tự như một quyển sách vậy. Tuy nhiên thì điểm đặc biệt của cuốn sách này là được làm hoàn toàn từ chất liệu kim loại. Mức độ hoàn thiện rất là tốt, không có hiện tượng ọp ẹp hay là thừa thãi ở các cái góc nối. Khi mà mở máy ra thì có thể thấy là mặc dù chưa bắt kịp được hoàn toàn tất cả các xu hướng thiết kế hiện nay, nhưng mà tổng thể thì lại khá là hài hòa với hai cạnh bên được thiết kế rất là mỏng. Cạnh trên cùng thì sẽ hơi dày một chút do có chứa webcam. Ngoài ra thì một điểm mình rất là thích ở những mẫu laptop của Lenovo đó là việc hãng còn trang bị thêm một tấm gạt giúp che webcam khi mà chúng ta không sử dụng đến. Phần cạnh dưới thì hơi dày một chút, tuy nhiên là cũng vẫn có thể trong tầm chấp nhận được. Về chất lượng của màn hình của chiếc ThinkBook này thì sau khi mà mình trải nghiệm với những thao tác văn phòng hoặc là xem một số bộ phim thì mình cảm thấy là chất lượng của nó khá là tốt, Full HD với màn tràn IPS trong cái kích thước là 13,3 inch. Tiếp theo là đến phần bàn phím của sản phẩm. Bàn phím mình có thể coi là đây là một cái điểm mạnh của chiếc Lenovo ThinkBook này, bởi bàn phím cho cảm giác gõ rất là thoải mái, chắc chắn, hành trình ở mức trung bình. Ngoài ra thì còn được bo các cạnh góc viền cho cảm giác khi mình gõ phím này rất là chắc chắn. Ở phía bên trên cùng thì là nút home và được tích hợp thêm cả cái cảm biến vân tay để cho cái tăng tính bảo mật của sản phẩm. Ở phần dưới bàn phím sẽ là phần trackpad cho cảm giác di chuyển rất là mượt mà, nhạy. Tuy nhiên thì mình lại không thích cái trackpad này ở một điểm, đó chính là cái nút bấm của nó có một cái tiếng động không được ổn cho lắm. Thế nên là mình nghĩ là nếu như ai có ý định sở hữu chiếc laptop này thì nên trang bị thêm cho mình một chiếc chuột bên ngoài. Cuối cùng là về phần cấu hình của máy thì phiên bản mình đang có ở đây sử dụng CPU Core i7-10510U, RAM 8GB và ổ SSD 512GB. Có thể coi đây là một cấu hình hoàn hảo để sử dụng đáp ứng những cái nhu cầu làm việc văn phòng hàng ngày, hay là nâng cao hơn một chút với chỉnh sửa ảnh, thiết kế với Photoshop AI hoặc là cắt ghép video nhẹ nhàng với Premiere. Ngoài ra nếu như bạn lo ngại việc sử dụng mẫu laptop này trong thời gian dài có thể gây nóng máy thì cũng đừng quá bận tâm, bởi vì mặc dù chỉ là một chiếc Ultrabook thôi nhưng mà Lenovo cũng có thể trang bị đến hai chiếc quạt tản nhiệt, nên là cái vấn đề này chắc chắn sẽ được giải quyết. Về phần cổng kết nối thì bên cạnh trái sẽ có cổng HDMI, USB Type-C và jack cắm audio combo. Ngoài ra thì bên phải sẽ có thêm hai cổng USB-A nữa. Không nhiều nhưng mà rất là đa dạng và phù hợp với các nhu cầu. Viên pin thì khá là lớn, 45W/h, thoải mái sử dụng trong một buổi sáng làm việc của mình với các nhu cầu cơ bản. Về chi tiết sản phẩm thì mình sẽ để ở dưới phần link mô tả. Cuối cùng, các bạn đừng quên like, subscribe kênh channel của Anphat Computer để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình nhé.